Thưa quý vị, là một trong những nhạc sĩ có duyên với điện ảnh, nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm đã sáng tác gần 100 bài nhạc phim cho hơn 50 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Trong đó, ca khúc Vùng Trời Bình Yên vượt ra khỏi bài hát chủ đề bộ phim cùng tên, trở thành ca khúc được nhiều người yêu thích. Từ âm nhạc, Hữu Tâm tiếp tục dấn thân vào vai trò nhà sản xuất của hơn 20 phim truyền hình như Giấc Mơ Biển, Những Đóa Hoa Tình Yêu, Con Gái Vị Thẩm Phán, Mùa Xuân Quanh Ta. Và nay, anh tiếp tục cho ra mắt những phim, những hạt giống tâm hồn bao gồm nhiều series phim ngắn, bộ phim truyền cảm hứng về lối sống đẹp và mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Trước khi cùng biên tập viên chương trình gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm, thì mời quý vị cùng xem trích đoạn phim Hạt Giống Tâm Hồn. Lớp phó học tập, em đứng lên. Cuối giờ hôm nay em gửi danh sách những bạn vi phạm cho thầy nghe nha. Ê, mày làm gì mày ghi tao vô sổ? Bạn nói vậy là sao? Không, mình tao phải đánh cho nó bỏ cái tập bánh xếp đó. Đừng lấy, đừng lấy. Các em cho thầy hỏi, vừa rồi em nào đã quay clip up lên Facebook chuyện của thầy và Phú vậy? Dạ là em thưa thầy. Em xin lỗi thầy, em không ngờ clip em nó lại nhiều view đến như vậy. Mấy ngày hôm nay thầy đã trằn trọc, thầy cảm thấy là mình đã đánh mất đi sự tôn nghiêm và đạo đức của một người thầy vì đã đánh học sinh mình như một kẻ thù. Dạ không thưa thầy, em thấy mình mới là người có lỗi trong câu chuyện này. Em xin lỗi thầy. Xin chào nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm ạ. Ý tưởng thực hiện dự án phim này có từ khi nào thưa anh? Khi thời đại của YouTube và công nghệ mạng bùng nổ thì đã có rất nhiều tác phẩm âm nhạc, có phim ảnh, có truyền hình, có lan tỏa rất một cách rất là khủng khiếp, mãnh liệt. Mà trong 5 năm qua, Tâm Hoài Bảo hoàn thành những cái thước phim nhân văn đơn giản như là về lòng hiếu thảo, về tình người, sự giúp nhau trong cái hoàn cảnh khó khăn. Những cái phim để nói lên nhân lễ nghĩa của con người Việt Nam. Với vai trò là giám đốc sản xuất phim, anh hãy nói cụ thể hơn về dự án phim này ạ. Dù chỉ là một hạt cát trong xã hội, thì Tâm vẫn muốn là khi mình chết đi, vẫn còn những cái thước phim đó, nó sẽ gieo lại những cái tinh thần giáo dục, những cái đạo đức, những cái tính tốt của con người Việt Nam. Khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện phim Hạt Giống Tâm Hồn là gì thưa anh? Cuộc đời Tâm cũng trên 40 năm hoạt động âm nhạc và hơn 10 năm sản xuất điện ảnh. Tâm đã sản xuất được rất nhiều phim truyền hình, hợp tác sản xuất được rất nhiều phim điện ảnh, đặc biệt là về mảng nhạc phim, tại Tâm viết trên 150 nhạc phim. Nhưng thực tế, cái dự án chuỗi phim Hạt Giống Tâm Hồn chính là cái dự án khó khăn nhất trong cuộc đời Tâm. Các cái phim mà nó rất là cơ cực, nghèo hèn thì các cái sản phẩm nó ít vào quảng cáo lắm. Nhưng mà Tâm nghĩ lại, cuộc đời Tâm chỉ có một và con người Tâm chỉ có một. Nếu không tâm quyết làm những cái thước phim này thì sau này không biết có ai sẽ liều mình như Tâm. Thành ra Tâm khó đủ chuyện hết, khó về vật chất, khó về cái ekip đoàn phim vừa chuẩn bị làm
ứng chi phí cho đoàn phim, bối cảnh, đạo cụ, vân vân thì dịch tới lại ngưng. Ngưng sau một thời gian, khi quay lại làm thì đoàn phim lại không còn đầy đủ, là phải chuẩn bị một ekip khác, phải đi thuê mướn cái bối cảnh khác, và tất cả chi phí đều mất hết. Và sau đó thì đi đến cái việc là làm sao lan tỏa được các phim này cũng là một cái điều khó khăn. À, nhiều năm gắn bó với phim truyền hình, có lẽ thì anh cũng có rất là nhiều trăn trở đúng không ạ? Một cái dự án lớn trong cuộc đời Tâm đang triển khai bằng mọi giá phải phổ được cái nhạc Kinh Dược Sư. Đồng thời, nếu có điều kiện thì Tâm vẫn tiếp tục sản xuất chuỗi phim giống như chuỗi phim Hạt Giống Tâm Hồn, và một cái dự án nữa là âm nhạc dân tộc các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam. À, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Văn Nghệ Của Tuần ngày hôm nay, và xin được chúc cho anh sức khỏe và sớm hoàn thành những cái dự định về âm nhạc cũng như về điện ảnh của mình ạ. Cảm ơn đài truyền hình Đà Nẵng đã cho Tâm cơ hội được tâm sự tí xíu về cuộc đời nghệ sĩ của mình, và kính mong quý khán giả đón xem những cái dự án như chuỗi phim Hạt Giống Tâm Hồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Văn Nghệ Cuối Tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.